Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe và sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục mua bán xe và sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe và sử dụng mà gấp ngân hàng nha. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một chiếc xe để chúng ta đi gia đình, một chiếc xe lướt mới vừa được công ty mình thu về nha các bạn. Một chiếc xe với một cái mẫu là kiểu hatchback, thích hợp cho các bạn chúng ta đi gia đình nè, đi công việc nè, với một cái phía sau, cái khoảng sáng phía sau để chúng ta ngồi rất là thoải mái luôn, đó chính là chiếc Toyota Yaris nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây chính là Toyota Yaris 1.5G số tự động đời 2019. Xe này đi được có 15.000 km thôi nha các bạn, 15.000 km thôi, một chiếc xe lướt đi rất ít luôn, hơn 3 năm rồi mà chỉ đi được 15.000 km. Xe hiện tại mang biển số thành phố cho nên thích hợp cho các bạn chúng ta đang có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được cái tiền biển số nha khi mà mua cái xe này. Màu ngoại thất của cái xe là màu đỏ rất là tươi luôn, rất là mới, và với một cái màu này thích hợp cho các bạn, đặc biệt á, là các bạn chúng ta nữ á, mua về nhưng mà chạy thì nó thích hợp hơn so với nam nha các bạn. Rồi mình sẽ đi quay tổng thể về cái xe Toyota Yaris này và công bố về cái giá bán luôn để cho các bạn chúng ta tham khảo thêm. Nếu như yêu thích cái mẫu xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh cũng như những cái thủ tục mua bán nha các bạn. Rồi mình đi tổng đồ ăn về xe nha. Tại vì cái mẫu xe này là xe lướt cho nên là hiện trạng của cái xe là nước sơn zin từ đầu tới đuôi luôn, chưa từng sơn dặm lại, chưa từng bị chạy xước. Đó, đèn zin hết luôn đây. Mặc dù cái xe này bên mình chưa có làm đẹp nha các bạn, hiện tại thì xe này chưa làm đẹp, tuy nhiên những cái vị trí xe đồ rất là đẹp luôn. Đó, nó không có chạy xước gì hết, y như xe mới vậy đó. Mặt cà lăng rất là mới nè. Bên đây cũng là nước sơn zin luôn, mâm lớp thì đều là mâm lớp zin theo xe nha các bạn, chưa từng thay thế, cửa nẹ cũng là zin. Nói chung cái xe này là màu sơn zin từ đầu tới đuôi luôn, không có bị lỗi, không bị vấn đề gì hết. Bởi vì là chủ trước người ta mua cái xe này để mà tính đi gia đình, tuy nhiên đi rất là ít luôn, và đậu trong nhà thường xuyên thì để cũng chặt nhà mà không có đi đâu, cho nên đã quyết định bán lại cái xe này. Và mỗi lần có đi đâu thì thuê xe mà đi chứ không có lấy xe, không có mua xe nữa nha các bạn. Tại vì có một số gia đình chúng ta mua xe thì cũng thích vậy thôi, tuy nhiên mỗi một năm đi rất ít, cho nên là quyết định là mà cái chi phí mà bảo dưỡng chiếc xe hàng tháng nó cũng khoảng 1-2 triệu gì đó, rồi chưa kể không đi thì tầm khoảng 1 tuần lễ 2 tuần lễ cũng phải nổ máy để sạc cái bình nữa, cho nên là rất bất tiện. Cho nên là chủ trước đã quyết định bán lại cái xe này. Thì tùy vào gia đình cũng như điều kiện gia đình của mỗi người thôi mà chúng ta cân nhắc lựa chọn. Thì có người chúng ta có gia đình chúng ta lại cần xe để chúng ta đi đưa đón con đi học hoặc đi làm, hoặc là thường xuyên hay đi du lịch gì đó thì chúng ta mua xe. Còn về tổng quan cái xe Yaris 2019 này các bạn, thì nó giống như xe mới rồi, cho nên mình cũng không có nhiều vấn đề để nói về cái xe này, tại vì nó hiện trạng giống xe mới rồi. Đó, nước sơn zin hết luôn, không bị chạy xước ở đâu hết, mâm lớp zin lớp sơ cua thì chưa hạ. Đó, bây giờ đối với cái xe này á, thì mình chỉ quay cho các bạn thấy được cái kiểu xe đó, và số cái hiện trạng xe và công bố cái giá bán thôi để cho các bạn ta cân nhắc. Còn về chất lượng thì các bạn ta yên tâm, tại vì xe lướt, cái thứ hai nữa là hãng bán ra, cho nên là chất lượng các bạn ta yên tâm nha. Rồi bên trong xe này các bạn đó, mọi thứ như mới luôn, tắp bi cửa nè, mặc dù chưa vệ sinh, chưa làm đẹp gì hết, tuy nhiên là rất sạch sẽ. Một phần là do ít đi, phần thứ hai là do chủ giữ xe kỹ quá. Mọi thứ như mới nha các bạn, số tự động dính dắt nè. Thì đối với mẫu Yaris này thì nó sở hữu cái động cơ 1.5, tương đối là không quá yếu cũng không quá mạnh, vừa đủ để chúng ta di chuyển nha các bạn. Đem lại cảm giác lái cũng khá là tốt đấy. Đầu bi nhe nè, đầu DVD bi nhe nè, trăng thì màu đen. Xe này xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha các bạn. Đây, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nè. Đó, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan luôn. Rồi phía sau nè, tại vì là cái kiểu hatchback cho nên là phía sau này ngồi rất là rộng luôn. Đó, thoải mái hơn đối với những cái xe sedan nha các bạn, trần xe rất là cao. Mọi thứ như mới rồi, chiếc xe lướt.
về đăng kiểm và đường bộ của xe để mình quay cái tem đăng kiểm và đường bộ cho bạn ta thấy nha. Xe này thì hạn đăng kiểm và đường bộ thì tới năm đối với đăng kiểm thì tháng 6 năm 2023 nè các bạn, còn đường bộ thì tháng 12 năm 2022. Cho nên đối với xe này các bạn chúng ta đi thoải mái nha. Thì tới tháng 6 năm 2023 thì các bạn chúng ta đi đăng kiểm lại và mua đường bộ luôn, rất là tiện. Còn về những cái vấn đề pháp lý về xe như là phạt nguội nè, rồi những vấn đề pháp lý về mua bán thì các bạn ta yên tâm nha, bên mình đã kiểm tra hết rồi. Những cái xe thì cam kết về phần pháp lý, về phần chất lượng, và khi mà bán ra cho các bạn thì công ty sẽ bảo hành nữa nha, bảo hành thêm 1 năm hoặc là 20.000 cây cho các bạn ta yên tâm. Ngoài ra cái xe này thì còn bảo hành toàn quốc luôn nha các bạn, còn bảo hành toàn quốc thêm vài tháng nữa, tại vì 2019 thì đối với xe mới thì bảo hành 3 năm hoặc là 100.000 cây, còn cái xe này 2019 thì nó còn vài tháng nữa mới hết hạn bảo hành toàn quốc. Thì khi các bạn mua thì còn cái bảo hành đó và cộng thêm cái bảo hành của hãng nữa, là chúng ta có hai cái bảo hành xe. Cho nên về phần chất lượng là các bạn ta yên tâm nha. Rồi Toyota Yaris G 2019 xe được đi được 15.000 km mang biển số thành phố, và công ty đang dự kiến chào bán cái xe này với mức giá là 598 triệu nha các bạn, 598 triệu một chiếc xe lướt để cho bạn ta đi gia đình. Còn hiện trạng xe thì như mới rồi, nước sơn zin từ đầu tới đuôi, nội thất ngoại thất đồ rất là đẹp. Thì các bạn chúng ta cân nhắc nếu như cần một chiếc xe để chúng ta đi gia đình đẹp, mẫu mã đẹp, độ bền cao thì có thể lựa chọn chiếc này nha. Thì Toyota Yaris này cũng rất là được lòng khách hàng luôn, một chiếc xe nhập khẩu nè, đi rất là êm nha các bạn. Rồi nếu như các bạn chúng ta quan tâm mẫu xe này, muốn được tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh cũng như những cái thủ tục mua bán thì hãy gọi cho mình nha, mình tư vấn các bạn cụ thể trước, rồi sau đó thì lên mình cho các bạn chúng ta coi xe nè, lấy thử cảm nhận, rồi khi đó là quyết định có mua hay không, để đảm bảo rằng các bạn chúng ta lựa chọn được một chiếc xe mà nó phù hợp với gia đình và nó cũng trở thành một thành viên gắn bó lâu dài với gia đình mình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Toyota Yaris của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào quý vị và các bạn, vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất, và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.